Và vâng, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần nội dung của ngày hôm nay, đúng không ạ? Và giống như tất cả các chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên đó là phần về chia sẻ những kiến thức mở rộng và tin vui cho các anh chị. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí, bởi vì là rất nhiều anh chị nói đến phí cái là nghỉ luôn, không hao anh gì cả. Đấy. Vâng. Đó, nhưng đây lại là một chương trình hoàn toàn là miễn phí nhằm để hỗ trợ cho các anh chị. Và các anh chị ạ, thì khi nhắc đến dân tộc Việt Nam thì nó có nhiều thứ để nhắc lắm. Lịch sử thì hào hùng, rồi chiến đấu, rồi cách mạng, rồi nhiều lắm các anh chị ạ, rất là nhiều thứ để nhắc. Tuy nhiên là nó cũng có những thứ mà nó cũng vừa là cái ưu điểm, nó cũng vừa là cái nhược điểm của cái dân tộc này đó. Và nó giúp chúng ta chiến thắng, nó giúp chúng ta chiến thắng được rất nhiều những cái đế quốc và những cái kẻ lớn mạnh, ngay cả như Trung Quốc ở sát nách của cái dân tộc này cũng không thể nuốt chửng được cái dân tộc này, đúng không ạ? Bởi cái sự tinh quái của nó đó. Tuy nhiên thì đi đôi với nó, ngoài cái sự tinh quái và thông minh đấy, thì nó cũng có những cái mặt hạn chế, và đó là cái phần mà trong cái ngày hôm nay mà tôi sẽ xin phép làm các anh chị, đến với các anh chị một cái chủ đề, đó là 10 đặc điểm của người Việt. Đấy, đúng như kiểu đặc sản quê hương. Đúng ạ? Vâng, đúng như kiểu đặc sản quê hương. Và các anh chị sẽ thấy có rất nhiều trong những cái phần tôi chia sẻ, tôi nói trước rằng là không có ý là để ám chỉ ai trong 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 câu lạc bộ, trong cộng đồng của chúng ta cả. Mà đây nó là đặc điểm của người Việt, đúng ạ? Và nó đã được cái sự nghiên cứu, tìm tòi nghiên cứu của phương Tây về cái dân tộc này từ rất là lâu rồi. Và người ta đưa ra được 10 cái keyword, 10 cái đặc điểm chính về người Việt. Vậy 10 cái đặc điểm và 10 cái keyword đó là gì? Những thứ gì là thứ mà nó khiến cho chúng ta trở nên cực kỳ mạnh mẽ để có thể chiến thắng được 6 đế quốc? Tuy nhiên nó cũng là những thứ mà nó lại cản chân con người ta lại. Thì 10 cái đặc điểm của người Việt là gì? Đúng không? Vâng. Đó. Vâng, 10 đặc điểm người Việt. Vâng, và các anh chị có thể nhìn ngay cái background đầu tiên đã thấy rồi, rất chi là nho nhã, xã giao, đúng không? Vâng. Đó, tôi rất là thích cái bức bức hình background này, nên đấy là cái lý do tôi chọn nó khi mà đưa lên. Vâng. Đó. Các anh chị xem full được màn hình chưa ạ? Có bị khuất đèn hoặc bị vướng phần nào không? Ok thầy ạ. Vâng, ok, cảm ơn Kha. Vâng, ok. Vâng. Vậy thì, vâng, đây nó cũng chính là những cái cuốn sách để nói về người Việt. Và trong cái phần chia sẻ ngày hôm nay, tôi xin phép là thay anh chị đọc sách đó, để trích dẫn ra những điều mà nó đã được nghiên cứu, những thứ mà được xuất bản từ từ nhà xuất bản Thanh Niên hay là từ báo Tiền Phong, các anh chị ạ. Đó, nó đã được xuất bản ra và nó đã thành những cái nghiên cứu của cái dân tộc này rồi đó. Đó thì đặc điểm thứ nhất là gì? Đặc điểm thứ nhất của người Việt là cực kỳ cần cù lao động, xong lại dễ thỏa mãn. Đấy. Rất cần cù lao động nhưng lại dễ thỏa mãn, không khó để các anh chị nhận ra một điều như này: đa phần con người ta cái lúc mà đói ăn ấy, làm ngày làm đêm, vợ chồng là đồng cam cộng khổ, rồi thì yêu thương đùm bọc nhau lắm, nhưng mà bắt đầu có được một tí tiền thôi là bắt đầu dở trứng. Đấy. Bắt đầu có được một tí tiền là bắt đầu dở trứng, và lúc mà khó khăn ấy, thì làm ngày làm đêm, thậm chí là tranh cướp công việc để làm, nhưng bắt đầu có được một vài tỷ, một vài đồng lẻ cái là bắt đầu cái sự khí thế đó, cái sự hào hùng đó nó mất đi đâu mất rồi các anh chị ạ. Nó mất đi hoàn toàn. Nó chỉ nhìn thấy một cái những cái con người mà tự hào về bản thân khi có một chút thành tích. Rồi thì ước mơ thì nó lại nhỏ bé, hiểu một cách đơn giản là ước mơ của nó nhỏ bé. Lúc khó khăn thì cần cù chịu khó lắm. Bắt đầu có tí tiền cái là quần áo mới, quần áo đẹp, nước hoa thơm, thế là có cái nhà, cái ô tô, thế là thôi, chả mơ gì hơn. Và chúng ta sẽ thấy một điều, đó là cái nó giải thích cho cái việc là
tại sao cái số doanh nghiệp mà nhỏ và siêu nhỏ ở Việt Nam nó lại nhiều đến như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì thực sự ước mơ của người Việt là quá bé. Đa phần là chỉ mong để đủ ăn, kiếm đủ tiền, kiếm đủ để sống, kiếm đủ để sinh hoạt, hay có dư giả một tí thôi là họ dừng lại ngay. Và nó là đặc điểm của dân tộc này rồi. Đúng không ạ? Nó là đặc điểm của dân tộc này rồi. Kiếm được một tí thôi là ngừng ngay. Đúng không ạ? Không khao khát gì hơn cả. Trong nhà có độ dăm tỷ, 10 tỷ, cái dáng đi khác lắm, bố đời lắm. Nhìn thằng nghìn tỷ mặt cũng bình thường thôi, chả có cái mẹ gì cả. Đúng không ạ? Và kiếm được một vài đồng rồi là bắt đầu quay sang cái giọng: ôi rồi ai rồi cũng chết đi, tiền nhiều cũng chả giải quyết việc gì, ngày cơm ăn rồi cũng chỉ có 3 bữa, đúng không ạ? Nên khát vọng nhỏ bé lắm bạn ạ, khát vọng nhỏ bé lắm. Anh cũng chả cần nhiều tiền, anh cứ mở cái cửa hàng anh đò đưa, thế là vợ chồng anh đủ sống, chả khao khát gì hơn cả. Và đặc điểm số 1, rất cần cù lao động, xong dễ thỏa mãn. Nói cách khác, khi khó khăn thì cố gắng nỗ lực hết mình, nhưng chỉ cần đủ ăn cái là người ta chững ngay lại lập tức. Thì đấy là đặc điểm đầu tiên của người Việt. Và đó cũng là lý do tại sao trong cách mà quản lý nhân sự về người Việt thì cái cách mà các nhà quản trị người ta thường làm đó là: một là phải đẩy được mấy động lực thật lớn để theo đuổi những mục tiêu diện thật lớn. Còn hai là mày đã đói ăn thì cho đói ăn luôn từ đầu đến cuối. Chứ còn cái trò bắt đầu có vài đồng cái là dừng mỡ. Đang anh em, đang hội hè, đang cả một nhóm làm ăn, bạn ạ, à, đội nhóm làm ăn. Nhưng chỉ cần có 1-2 tỷ lẻ cái là thái độ khác ngay. Trước đây đến thì được thôi, khó khăn thì chăm sự nhờ bác. Ừ, công việc thế nào thì bác cừu mang, bác giúp đỡ là em là biết ơn bác cả đời. Đấy. Thế nhưng mà bắt đầu đi làm mà bắt đầu kiếm được một vài đồng cái là bắt đầu công việc là chảnh mạng. Đi muộn về sớm mà to tiếng cái là nghỉ việc luôn. Đấy. Tức là rất cần cù lao động chịu khó, xong dễ thỏa mãn. Và nó là đặc điểm có trong số đông của tất cả người Việt chúng ta. Và tôi cũng có, bạn cũng có, nhưng nó chỉ khác là con người hơn nhau ở cái mặt là nhận thức. Và tôi được đào tạo bài bản, tôi được đào tạo để nhận ra những khuyết điểm của dân tộc, tức là những cái khuyết điểm về đặc điểm chung của con người, những cái khuyết điểm mà số đông thường mắc phải để sửa đổi. Và đó là lý do tôi vượt được qua. Cùng là đi làm đào tạo chẳng hạn bạn ạ, những thằng thầy khác thì ước mơ nó đơn giản thôi: bán gì ạ, bán các khóa học, bán các khóa học cho học viên, lấy một khoản tiền và dùng tiền đấy để sinh sống, chả ước mơ gì hơn cả. Còn nếu tôi mà đã làm, tôi là phải mở cả quỹ, hiểu không ạ? Đã làm là phải xây quỹ, phải theo đuổi về 30.000 tỷ chứ, sẽ lì theo đuổi 30 tỷ, hiểu không ạ? Đó. Và tôi vẫn không giấu rằng nếu quỹ này là khi chúng tôi triển khai mà thực sự nó thành công thì số tiền tôi có là 6.000 tỷ, chứ không phải là 600 triệu như ai đó, không phải là 6 tỷ như ai đó, không phải là 60 tỷ như bạn đang thường nghĩ. Và bạn lấy cái số 60 tỷ, nếu như bạn thấy to, bạn nhân lên 100 lần nữa thì ra ước mơ của tôi 6.000 tỷ. Bạn hiểu không ạ? Thế nên là khi bạn hiểu rằng chính giới hạn nằm bên trong bạn cơ, cái sự cần cù lao động là rất là tuyệt vời, nhưng lại rất dễ thỏa mãn. Có miếng ăn cái là bắt đầu dửng dưng ngay, có cái nhà cái xe cái là khác ngay bạn ạ. À, nên là ông thầy tôi đi học ông vẫn nói: hèn lắm mày, hèn lắm, có 3 đồng lẻ thôi đã thấy tự hào bản thân thì chúng mày hèn lắm còn ạ. À, không bao giờ mày gì ạ, có tiếng nói không bao giờ mày được trọng vọng, không bao giờ mày được sự kính trọng của xã hội cả, đúng không ạ? Vâng. Thì đặc điểm số 1, cần cù lao động xong dễ thỏa mãn. Và đó. Đặc điểm thứ hai nữa của người Việt, vâng, thông minh sáng tạo, thông minh sáng tạo, thông minh sáng tạo bạn ạ. À, xong chỉ có tính chất đối phó, thiếu tư duy dài hạn và thiếu tính chủ động. Nó lại mẹ nó lại oái oăm đến thế chứ. Rất là thông minh, rất là sáng tạo, nhưng
chỉ có tính chất để đối phó. Và chúng ta từng đi học, chúng ta từng nghe đến những câu chuyện như Trạng Quỳnh. Và tại sao tôi đặt cái bức hình đại diện, bạn thấy không? Một ông Trạng, Trạng tí hon đấy, Trạng Quỳnh đấy bạn ạ. Thế là sự tích kể rằng là ngày xưa thế là Trung Quốc nó mới sang Việt Nam thì nó mới làm, tức là khi nó sang là nó thể hiện nó trên phần. Thế là nó mới thách cái dân tộc Việt Nam này là như này. Cái họa sĩ của nó, danh họa của nó trong 3 tiếng trống tùng 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 vẽ được một bức tranh. Và y như rằng kết thúc 3 tiếng trống nó vẽ được một con mãnh hổ nhìn uy nghi bề thế bạn ạ, đúng dáng mãnh hổ luôn. Chỉ trong đánh đúng 3 tiếng trống thôi mà nó vẽ ra được một bức họa mà một con hổ Chúa Sơ Lâm dũng mãnh đứng uy nghi đó. Thế thì mẹ gặp mẹ cái thằng nó chơi khó quá, thế là quan trong triều nhìn đấy là cứ xanh mắt hết rồi. Thì mẹ kiểu này là nó đè mình chết từng phần một rồi, nó đè mình chết từng phần một. Thế là vua mới xem rồi, thì mẹ bao nhiêu nhân tài rồi kiếm đầu không ra. Thế là mày thế nào lại được mẹ có ông Trạng Quỳnh. Ông ấy nói, ông ấy đứng lên, ông bảo để thần vấn đáp vào vụ này. Ông ấy nói rằng ngài đánh 3 tiếng trống vẽ được một bức họa về mãnh hổ là tôi cảm thấy rất là thích cái bức họa của ngài. Tuy nhiên dân Việt chúng tôi, ngài có tin đánh 1 tiếng trống hiểu không ạ, mà tôi còn vẽ 10 linh vật không? Ui kinh không, 1 tiếng trống vẽ 10 con vật, 10 linh vật. Oánh tùng đấy, ông lấy mẹ tay ông nhúng vào mực ông quét vẹt này 10 con giun bạn ạ. Mẹ mày thua cuộc luôn, mày oánh 3 tiếng trống vẽ được có 1 con vật, bố mày oánh 1 tiếng trống vẽ phát 10 con giun luôn, thua trắng cửa. Trung Quốc mẹ nhìn xong ức không cãi được, về luật là thì mẹ này chỉ có 1 tiếng trống thôi, tao vẽ 10 con giun luôn. Được chưa? Mày 3 tiếng vẽ có 1 con vật, tao mẹ mày 1 tiếng trống vẽ 10 con. Bạn ạ, Trung Quốc sợ xanh mắt luôn, không có cửa. Rất thông minh nhưng chỉ dùng vào đối phó để thế nên nó thua nhưng không bao giờ nó nể. Vì 3 tiếng trống mà vẽ được một con vật thì đấy là thứ quá siêu phàm. Thực sự đấy là nhân tài, bạn ạ, thực sự đấy là nhân tài. Nhưng gặp dân Việt là không ăn thua. 3 tiếng trống mẹ vẽ 10 1 tiếng trống oánh 1 con giùn luôn, 10 con giùn luôn. Sợ xanh mắt luôn, mẹ không có cửa để ăn được cái dân tộc này. Đấy, rất thông minh sáng tạo, tuy nhiên chỉ mang tính chất đối phó là nhiều. Và bạn sẽ nhìn thấy ở công sở, ở trong đội nhóm của bạn cũng vậy. Nhân viên của bạn, cấp dưới của bạn, đội ngũ của bạn suốt ngày nó lý luận thôi bạn ạ, mà không hiểu mẹ đâu, nó lấy đầu ý kiến mà nó lý luận rất là gãy góc luôn, nhưng toàn dùng để đối phó thôi. Và trong đội ngũ của tôi cũng vậy, có một xin phép là không nhắc tên, có một đồng chí cũng thế, suốt ngày cứ anh Bích Nguyễn ơi, thầy Bích Nguyễn ơi, đấy em là rất là chịu khó công việc, em rất là chịu khó này, bạc nó có thể nhắn tin với tôi suốt 10 ngày 10 đêm để chia sẻ về nỗi lòng của nó, trong khi tôi chỉ yêu cầu nó duy nhất mày làm cho anh cái bài tập cũ ấy, thế thôi. Mà nhất định nó không làm, mà nó dành 10 ngày 10 đêm để nó nhắn tin với tôi để chứng minh về lòng trung thành, tính quả cảm, rồi thì hết lòng vì công việc. Bạc, mẹ nó nhắn rất là giỏi. Tôi bảo mày chuyển cái công sức, cái thời gian đấy mày sang mày làm bài tập cho anh nhờ, mệt mỏi quá. Suốt ngày nó nhắn anh thế này thế kia, cuối cùng chỉ để đối phó. Rất thông minh sáng tạo nhưng chỉ mang tính chất đối phó, thiếu tư duy về dài hạn và không chủ động. Đấy là cái đặc điểm thứ hai của người Việt bạn ạ. Và bạn để ý xem, dân Việt chúng ta là thông minh lắm và được mệnh danh là người Do Thái thứ hai trên thế giới đấy. Nhưng toàn khôn lỏi thôi bạn ạ, toàn khôn lỏi thôi. Cãi nhau tay đôi là mẹ mình quốc tế là không cãi nhau được với Việt Nam đâu. Ức quá là thì mẹ mình chỉ có ấn nút bắn tên lửa thôi, chứ còn cãi nhau mồm là không cãi được đâu. Thì mẹ nó cứ ngồi nó cãi cùn, nó lý luận, nó giải thích mà được lý lẽ, nó đùa ra kinh lắm. Thế nên bạn ạ, ngoại giao của mình là cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Mỗi tội là thực hiện là mẹ chán rồi, chứ còn ngoại giao thì tiếp khách thì giao lưu thì đánh tâm lý là kinh lắm, hiểu không ạ? Vâng. Và hợp tác làm ăn cũng vậy, thông minh sáng tạo rồi vẽ dự án nhất là hút lắm, hút khách. Nhưng mà hút xong thì mẹ cuối cùng không làm, lười, ỉ lại,
ngồi y đít ra đấy, thế xong là đợi tiêu hết tiền của các quỹ nó gọi về, thế xong là thôi giải tán. Tư duy ngắn hạn lắm bạn ạ, tư duy ngắn hạn lắm, rất thông minh sáng tạo nhưng mang tính chất chỉ đối phó, thiếu tư duy dài hạn và làm việc thiếu tính chủ động. Và đấy là đặc điểm thứ hai. Đặc điểm thứ ba nữa của người Việt là rất là khéo léo, rất khéo léo xong không duy trì đến cùng, ít quan tâm tới sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm bạn ạ, ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm đó. Thì đấy là thứ mà người ta nhận thấy rằng người Việt này là có đôi tay rất là khéo léo, những kỹ năng nghề, những sự hiểu biết, khởi đầu tính cần mẫn, chịu khó làm ra những cái thành phẩm, làm demo ấy, làm để gửi khách hàng ấy. Tuyệt vời lắm, mỹ mãn lắm. Nhưng bản thân, bản chất sâu bên trong đấy là sự lười biếng và dễ thỏa mãn. Thế nên là chỉ mua máy được lúc đầu thôi, anh em chơi với nhau thôi, khéo léo xã giao lắm, nhưng chỉ được lúc đầu thôi, chứ người ta không quan tâm đến kết quả cuối cùng. Người ta hời hợt đi qua bên ngoài và người ta bỏ qua cái sự hoàn thiện về sản phẩm cuối cùng. Và không chỉ riêng ở đặc điểm chung, ở nhân viên của công ty tôi cũng vậy, bạn bè của bạn cũng vậy, mới vào ui dồi ôi, chịu khó lắm, chịu khó, làm cẩn trọng lắm. Và nhân viên mới cũng thế, mới vào học việc ui dồi làm cẩn trọng lắm, làm là làm hết việc chứ không phải làm hết giờ, và 7 giờ tối vẫn ngồi lại làm việc. Tuy nhiên là chỉ được một thời gian thôi, và sau đấy là bắt đầu bỏ vắng bỏ việc. Rồi nhiều anh em thế, lên kế hoạch, lên định hướng các thứ, vẽ con đường kinh khủng lắm, nhưng đến lúc vào làm thì lại chỉ được gì ạ? Lại chỉ được một giai đoạn, cái là bắt đầu quay ra là lại chán đời, lại chơi xong lại được không ạ? Không quan tâm đến sản phẩm cuối cùng, tuy rằng rất khéo léo nhưng không duy trì được độ bền. Và đặc điểm thứ tư của người Việt đó là vừa thực tế nhưng lại vừa mơ mộng, mẹ thế này. Đúng không? Vừa thực tế lại vừa mơ mộng, rất là ý chí, rất là nghĩ đến cách kiếm tiền, rất chi là lo cho cuộc sống, chả tin bố con thằng mẹ nào cả. Tuy nhiên lại toàn bị đa cấp nó lừa rồi thế này. Thế có đỡ chán không? Vừa thực tế lại vừa mờ mộng, kỹ tính lắm, khắt khe lắm, hiểu không ạ? Nhưng mà lại ảo tưởng làm giàu lắm. Đấy. Rất là kỹ tính, rất là khắt khe, ăn tiêu chắt bóp từng đồng ấy. Thế là chồng mới chắt bóp thì vợ mới hỏi, và chắt bóp làm gì? Bảo em buồn cười nhỉ? Mình phải tiết kiệm để còn đầu tư, để còn phát triển, để còn làm kinh tế chứ. Đấy. Rất chi là thực tế. Thế xong đến lúc làm bằng kiểu gì? Đi nghe người ta chia sẻ về phương pháp làm giàu nhanh, rồi thì làm giàu không khó, giống như Vlog 1977, làm giàu không khó, nhưng thời đó lỡ mồ. Vâng, vừa thực tế lại vừa mờ mộng, tích cóp bần tiện, chịu khó lắm, nhưng rồi đi đầu tư chả học hành mẹ gì cả, già là cứ giải tiền. Thế xong ngồi chờ đợi và cầu nguyện cho bất động sản tăng giá, xong nó chả tăng gì cả, mua toàn đi diện đồ vỏ cho thằng khác. Thế là tiến mài nó đánh sóng vù 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 vù. Tiến mài bảo là đánh sóng dễ lắm thầy ạ, bởi vì xã hội số đông toàn thằng ngu mà, thành ra là mình múa này là vẫn kiếm được tiền, chả cần phải giỏi gì cả. Đấy, ý anh Tiến Mài anh kể chuyện, ý anh là thế. Vì sao? Vì thị trường là gà vịt vẫn bày nhau nhát, nó nhiều lắm bạn ạ. Học thì lười học nhưng rất diện, rất mong làm giàu. Đấy, sống thì rất là tiết kiệm vì luôn luôn để dành cho đầu tư, nhưng lại không học tập mà muốn là tiết kiệm xong bê ra thả vào cái là đâm hoa kết trái ngay, đúng không ạ? Đó, đâm hoa kết trái thành quả luôn, không mất thời gian gì cả, không có phải cầu kỳ gì cả. Đấy, thì đấy là đặc điểm thứ tư của người Việt, vừa thực tế vừa mơ mộng, đúng không ạ? Và cái thực tế đó lại không biết cách đưa nó lên thành lý luận, nâng cái hệ ý thức nó lên, đưa ra những phương pháp luận mới. Và cũng cùng là đi học bạn ạ, không giấu gì bạn cả, nhiều khi tôi nghĩ bụng mà tính ra thì đến mình thì học hành có bao nhiêu đâu bạn.
Tôi học trong trường thì cũng như bao người thì đến cái tuổi 22, 23 thì cũng dừng. Thế xong suốt từ đợt bấy giờ tôi cũng chả học thêm đại học rồi, ý là không học tại các trường nữa cả. Tôi nhảy ra ngoài, thế là tôi đi học ở các trường doanh nhân này, giống như các bạn đến học của tôi này. Đó thì tôi thấy cứ chuyên đề nào hay hay thì tôi cố gắng sắp xếp thời gian thì mỗi tháng tôi lại đi học một chuyên đề. Thế là tôi cứ duy trì như thế trong vòng khoảng 5 năm thôi mà tôi đã thấy khác hoàn toàn. Mà mẹ học học ở ngoài các trường như thế 5 năm, nếu như mỗi tháng bạn học một chuyên đề, 5 năm bạn học được 60 chuyên đề thì bạn sẽ như tôi bây giờ. Bạn sẽ như tôi bây giờ. Chả có cái gì khó cả. Nhưng thường người ta lại muốn là chả học thứ mẹ gì cả. Kiểu giống như một số fan hâm mộ của tôi ấy, xem YouTube hâm mộ lắm, nhắn tin riêng hâm mộ lắm. Thế xong là xem YouTube xong, thế là nghe áp dụng chiến lược mẩu bánh mì vụn, cóp nhặt những kiến thức rời vãi nhưng lại mong ấm no cả một đời. Đó là chiến lược mẩu bánh mì vụn. Và đó. Và họ không có ý thức nâng nó thành tính hệ thống và tính bài bản trong vấn đề về đầu tư, đưa ra thành các phương pháp luận, đưa ra thành những cơ sở luận và nắm được các nguyên lý trong đầu tư. Đó, tức là họ rất mơ mộng trong vấn đề về đầu tư. Và tiền không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi. Nếu như anh Tiến Mai, anh ấy nhảy vào đánh sóng, giật ngay một cục tiền chạy ra, thì phải có thằng nào ôm bom ngồi ở lại và đang chờ đợi bom nổ. Thì đấy là đặc điểm chung của lĩnh vực này. Thế nên nhiều khi là mua bán, tôi là thầy bạn đấy bạn ạ. Nhưng tôi đầu tư tôi cũng dùng lắm. Em mẹ tính toán thời điểm ra hàng như thế nào, đắt rẻ là phải tháo hết, chạy hết bạn ạ, không có thể ngồi đấy được. Vì tôi đã từng trải qua những giai đoạn thị trường trầm lắng. Tôi nghĩ rằng chắc chỉ 3 tháng đất sẽ ấm trở lại. Nhưng rồi 3 năm rưỡi nó vẫn nguyên giá và chả ấm trở lại bạn ạ. Quãng thời gian dài lắm, dài lắm. Và 3 năm rưỡi là lúc con bạn chuẩn bị ngo ngoe để thi vào cấp 3. Và bây giờ có kết quả đậu đại học rồi mà đất vẫn chưa bán được bạn ạ. Nó dài như thế đấy. Thế nên là tôi bị đòn nhiều rồi nên tôi dùng lắm. Và càng thấy câu nói của cái câu mà tôi vẫn chia sẻ của bạn trong vấn đề về đầu tư là hoàn toàn đúng. Mua khi trầm lắng và bán khi sôi động. Thì đấy là cách ta hiểu nguyên lý và để thuận theo nguyên lý đấy bạn ạ. Và quay trở lại với đặc điểm số 4. Vừa thực tế lại vừa mơ mộng. Rất chi là tiết cỡ diện tiết kiệm. Rất chi là nhịn ăn nhịn mặc, rất chi là chịu khó bần tiện tích cóp từng đồng lẻ cho đút lợn để rồi gửi ngân hàng, giữ gìn lắm, ăn không dám ăn mặc không dám mặc. Thế nên bạn bạn thấy đấy, trên lớp giảng mà lớp tôi giảng một số lần, một số anh chị đi đầu tư là tài khoản là cũng có 3 tỷ 5 tỷ chứ, nhưng mà nhìn mặc bộ quần áo nhìn nó rách rưới nghèo nàn lắm bạn ạ, vất vả lắm. Tôi nhìn mà tôi cứ tưởng là tôi cứ tưởng cái anh ấy kiểu quen quen, giống như kiểu trong cái chương trình kiểu giọt máu yêu thương gì đấy, cái chương trình thiện nguyện ở trên TV ấy. Mà tôi không nghĩ là lại là học viên chuyên sâu của đội nhà mình cơ, đóng 70 triệu đi học đấy 3 lớp, hiểu không ạ? Mà tôi không hiểu sao ăn mặc cái quần cái áo nhìn chung là vất vả lắm, rách rưới lắm, thế mà đóng cả 70 triệu đi học đấy, tiết kiệm lắm bạn ạ. Nhưng mãi mới dám bước ra, chứ nói học mẹ MBA là các bố chạy cứ rét ngày, đúng không ạ, cứ rét ngày bạn ạ. Đó, vâng, vừa thực tế lại vừa mơ mộng, xong không có ý thức trên cái thực tế đó nâng nó thành cơ sở luận, nâng nó thành lý luận, đúng không ạ. Vâng, đặc điểm thứ năm, đặc điểm thứ năm đó là gì ạ? Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, tiếp thu nhanh lắm, nói thoáng qua cái là nắm được ý, đúng không ạ? Xong ít khi học đến nơi đến chốn, thành ra kiến thức là không có tính hệ thống và bị mất cơ bản. Đấy. Đây nó là đặc điểm của người Việt mình rồi bạn ạ. Và những nghiên cứu này là được chính phủ của Mỹ nó tài trợ và nghiên cứu từ khoảng những năm 1960 mấy thì phải, 63 gì đó. Từ khoảng những năm 1963 bạn ạ. Mà đến bây giờ cái tinh thần này, tinh thần dân tộc này nó vẫn ăn sâu ở trong
trong trong trong lòng người Việt. Vâng, tinh thần dân tộc là không phai mờ, rất ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh xong ít khi học đến nơi đến chốn. Đấy, kiến thức không hệ thống và bị mất cơ bản. Rất nhiều anh chị học cóp nhặt từ online thôi, không dám học offline vì sợ tiếc tiền. Và học online nó chỉ là để bổ trợ cho off thôi bạn ạ. Tôi chưa nói đến YouTube thì chả có cái gì. YouTube gọi là chia sẻ kiến thức rời vãi thôi, cái đấy là không bàn, đúng không ạ? Nhưng mà thôi, người ta ở ngoài người ta chẳng hiểu, người ta cứ tưởng là những thứ đấy là nó đã kinh khủng, nó đã thần thánh lắm rồi, đúng không ạ? Vâng. Và ham học hỏi, khả năng tiếp thu nhanh, nhảy số nhanh lắm. Trong cộng đồng chúng ta cũng vậy, rất nhiều anh chị nói chuyện thông minh khôn ngoan, nhảy số nhanh, đôi mắt sáng ngời, đào nhảy số nhanh lắm, nhưng thường không học đến nơi đến chốn, thành ra kiến thức không có tính hệ thống và bị mất cơ bản. Bạn mất cơ bản là bạn mất nền tảng rồi bạn ạ. Mà đã mất nền, mất móng thì nhà khó vườn cao lắm. Thế nên bạn cứ để ý xem, những anh chị mà đa phần mà chỉ muốn học kiểu nhanh nhanh, sớm sớm, học một tí thôi, không thích học sâu, và đặc biệt những ông không làm bài tập, luyện tập sâu ấy, thì tôi khẳng định là đa phần đầu tư là không có tính hiệu quả cao. Không có tính hiệu quả cao, chắc chắn một điều là như vậy. Và tôi cũng từng quan sát một số anh chị học viên vậy. Họ từng đầu tư những quá trình trước nó hiệu quả và nó sinh lời tốt. Và thị trường vẫn đang thuận, họ vẫn sinh lời tốt. Tuy nhiên trong cái cách nói chuyện của họ nó ngây ngô lắm. Những cái câu hỏi đặt ra nó ngây thơ lắm. Nó ngây thơ, nó ngây ngô mà nó trong sáng đến lạ kỳ luôn bạn ạ. Và có những cái tình huống mà nếu hỏi tôi trả lời chỉ có một phút là giải quyết được ngay. Nhưng có khi họ nghĩ suốt 3 tháng mà họ vẫn không tìm được lối ra. Đúng không ạ? Tuy nhiên họ vẫn đầu tư từng có sinh lời bởi thuận thị trường thôi. Nhưng bạn hãy nhớ cho tôi một điều, không có cái ngành nghề nào và không có lĩnh vực nào nó thuận mãi cả. Với cái sự may mắn đó, chúng ta phải biết chuyển hóa và giữ chắc cái số tiền đó lại và nhân cái số tiền nó lên. Đúng không ạ? Vâng. Và đặc điểm số 5 tôi nhắc lại, rất ham học hỏi và có khả năng tiếp thu nhanh. Cái đấy là chắc chắn, người Việt mình là thông minh lắm. Xong, ít khi học đến nơi đến chốn, thành ra bị mất kiến thức hệ thống và mất kiến thức căn bản. Đấy, đây là đặc điểm. Vâng, số 5. Vâng, đặc điểm số 6. Đó. Hiếu khách xong không bền. Hiếu khách xong không bền. Đấy. Thế là nhiều ông kinh lắm. Bạn ấy nhá, bạn là phải buổi tới là phải xuống chỗ tôi, là phải ở lại chơi với tôi một tuần đấy. Kinh lắm. Nói mời bạn bè, nói rời nói bể, kinh lắm. Hiếu khách lắm. Ôi, bắt tay bắt tiếc hoan nghênh rồi. Mình là anh em một nhà, bạc. Xong được hôm trước hôm sau lặn mẹ đâu. Bỏ cả bạn, chả thấy đưa đi ăn, đi chơi. Chả thấy nhắn tin hỏi, chả thấy ý kiến gì cả. Nhiều ông thế. Thầy mà xuống cho em là thầy phải điện cho em đấy nha. Đảm bảo với thầy là thầy cứ ở ngày nào là em tiếp thầy ngày đấy. Xuống được đúng buổi đầu, buổi sau lặn mất hút thì chả thấy con mẹ hàng lườn đâu. Mẹ tôi mà tìm nó chắc là đời tôi nhục rồi bạn ạ. À. Thầy yên tâm, bao nhiêu cảnh đẹp rồi, của ngon vật lạ. Em đưa thầy đi hết. Hôm nay thì mẹ mấy lần xuống giỏi lắm, ra uống được ly nước, đến giờ ăn cơm cái là té vào tay thông cảm, này sinh nhật cháu, hôm sau lại sinh nhật vợ, và hôm tới lại có hẹn đồng hào nó tận từ tỉnh A tỉnh B sang. Thế thì thôi chỉ 2 lần là mình hiểu ý là thôi ông uống nước là mừng, mình có việc mình phải đi, tôi lại xã giao lại như thế, thôi có việc thì quan trọng ấy, thầy trò mình được gặp nhau suốt quan trọng gì đâu, chuyện gia đình ấy là quan trọng, sinh nhật con đấy là quan trọng, sinh nhật vợ đấy là quan trọng, sinh nhật mẹ vợ là quan trọng, chứ còn thầy ăn thua gì không cần, ông đi công việc đi, tôi hiểu mà không ý kiến gì đâu. Vâng. Và nói đến đây tôi lại nhớ câu nói thầy tôi từng dạy, nếu người ta đã mất công nói dối, bạn cũng nên tỏ ra là tin người ta để đỡ phụ lòng người ta đã mất công bạn ạ. Nếu người khác đã mất công nói dối, bạn cũng nên tỏ ra diện tin lời nói dối đó, để cho người ta đỡ thấy bị phụ lòng. Và tôi vẫn làm thế. Nó nói dối kệ nó, ô thế à, ô thế thì triển khai đi, quan trọng triển khai. Vâng, rất hiếu khách xong không bền. Đấy là đặc điểm của người Việt bạn ạ. Vâng.
xã giao lắm, mồm miệng lắm. Thầy đấy nhá, em là nguyện khô máu vì thầy, uống suốt đêm luôn, thầy xuống không phải lo, không phải suy nghĩ. Lúc thầy đến trà thấy mặt đầu nào thì sinh nhật con rồi vợ ốm thì sinh nhật bà ngoại, xong bên nội bên ngoại có việc chỉ 2 lần, thế là mình hiểu ngay. Lần đầu thì còn hơi nghi nghi chứ lần sau hiểu luôn, đúng không? Và tôi cực hiểu bởi nó là đặc điểm của người Việt rồi, không mấy kẻ chu đáo được từ đầu đến cuối đâu bạn ạ. À, bây giờ kiếm được một kẻ sống chân tình khó lắm, khó lắm. Xã giao mồm thế thôi chứ còn hứa hẹn đến lúc nhờ thử xem có làm không, hỏi thử xem có nhắn tin đến lần thứ hai thứ ba mà nhờ việc xem có trả lời không. Làm ngay bạn ạ. À, nhá. Vâng, tiếp tục đặc điểm. Vâng, đặc điểm số 7 đó là rất tiết kiệm xong nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ, vì nó mang tính sĩ diện khoe khoang và thích hơn đời bạn ạ. À, đó, thế là có cả những cái vụ mà nó lên báo ấy, cả đời bán rau, cụ bà Hà Tĩnh xây biệt thự 5.000 mét bạn ạ. À, mẹ xuống hố mẹ ở thế chó nào được, cả đời thì bán rau muống xây mẹ gì cái biệt thự tận 5.000 mét. Rất thích hơn đời, rất thích hơn đời. Và người ta cũng thống kê này bạn ạ. Cái dân Bắc ấy, dân Bắc thì làm được 10 đồng. Làm được 10 đồng thì ăn 2 đồng là còn đầu cất 8, cất 8 đồng. Đúng không ạ? Đó. Và dân miền Trung là làm được, dân Bắc là làm được 10 đồng thì ăn 5 đồng, cất 5, tôi xin lỗi. Vâng, nhầm một chút. Còn dân miền Trung làm được 10 đồng chỉ ăn 1 đến 2 đồng thôi, là cấp 8 đồng thì cấp 8 đồng đi để dành đấy, để dành. Vâng. Đó. Còn cái dân miền Nam ấy thì cái giống làm được 10 đồng thì ăn đến 12 đồng. Dân trong đấy cứ đi làm đến chiều thứ sáu là xin ứng lương ứng tiền là nhậu, nhậu hết. Bí tiền đi nhậu xong dí mẹ cái xe máy rồi đấy, cứ ngồi nhậu trước đấy. Tí rằng nào có tiền giả thì giả, không có dí mẹ cái xe lại, đúng không ạ? Đó. Và dân Bắc thì làm được 10 đồng thì ăn rượu khoảng 3 4 đồng, 3 4 đồng. Thế nên là người ta vẫn nói là ăn cơm cá kho dù ở nhà rất to đấy. Còn cái dân dân miền Trung là làm được 10 đồng chỉ có ăn 2 đồng thôi bạn ạ, cất 8 đồng, cất xong lại toàn xây nhà mới lại xây lăng mộ rồi. Nó mà thực ra đến giờ này nếu như tôi đi nhiều tỉnh tôi thấy thực ra cũng không chỉ riêng Trung này Bắc đâu, tôi thấy gần như chỗ nào thế tiết kiệm lắm, ăn chả dám ăn mặc chả dám mặc, xong cuối cùng mua ô tô mua xây nhà xong, thế là mua mua gì ạ? Ô tô mới xây nhà xong thì cái giống nó lại tiêu sản, nhà chắc chắn là tiêu sản nếu không tạo ra tiền rồi bạn ạ. Một là bạn chỉ được mua nhà nếu nó nằm trong cái quỹ 10% của bạn. Hai là bạn chỉ được mua nhà hoặc mua xe nếu nó phục vụ cái công việc kinh doanh của bạn, nó giúp tạo ra tiền cho bạn, nó giúp bạn làm ăn phát triển mạnh hơn, nhanh hơn. Nhưng thực tế nhé, đúng không ạ? Tuy nhiên người ta thường lại không như vậy. Người ta không có thì thường người ta lại cố tỏ ra cho có. Bạn ạ. À, không có tiền mua nổi cái xe, vay mượn rồi chắt bóp các nơi dồn về để cố gắng mua cái xe, để khoe khoang, để sĩ diện chứ không phải để vì công việc, đúng không ạ? Đó. Thì đấy là cái đặc điểm của diện thứ bảy của người Việt. Rất tiết kiệm, xong nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu rất là vô bổ. Rồi cuối cùng nhà cũng chui ra chui vào thôi. Chả diện lâu đài biệt thự thì tôi xây cái 2 tầng, đổ mái băng, đúng không ạ? Rồi mua sắm ít nội thất là được, làm cái gì mà phải chơi hoành tráng đến như vậy, đúng không ạ? Đó, rất thích thể hiện, bụng thì đói meo ra, mặc hàng hiệu hàng nhất kinh lắm, rất thích thể hiện. Dạ vâng, thì đấy là đặc điểm thứ bảy. Và đặc điểm thứ tám của người Việt, tinh thần đoàn kết, tinh thần rất đoàn kết và tương thân tương ái, xong hầu như chỉ trong những hoàn cảnh khó khăn và bần hàn thôi. Chứ đi mẹ đang chơi với thằng bạn lúc nghèo, hai thằng khoác vai rồi anh em ruột thịt đấy cũng chả phải thằng bạn. Tự nhiên thấy ông chú út nó kiếm được tiền là thằng anh cả, mẹ lòng cứ như lửa đốt, ngồi không chịu được.
thấy thằng bạn chơi cùng lứa ngày xưa nó còn khó khăn, mẹ chơi ngồi uống bia nó tự hào. Từ ngày thấy nó kiếm được tiền cái là bắt đầu lại đá đều nói xấu, giàu nhưng mà không hạnh phúc, thằng này thế kia ABC. Bản chất của người ta chê bai người khác là để gỡ gạc lại cho chính mình thôi bạn ạ. À, đó. Và tinh thần của người Việt rất tương thân tương ái, rất đoàn kết, nhưng chỉ trong khó khăn và trong hoạn nạn bần hàn. Và bạn có thằng em cũng thế, lúc mẹ nó khởi nghiệp nó khó khăn, thế là bạn đùm bọc cừu mang nó, giúp đỡ nó. Thế nhưng bắt đầu thấy từ ngày nó kiếm được tiền, thế mẹ cái thằng chó này lại giàu hơn mình, thì bắt đầu lại ngứa mắt, lại bắt đầu lại đá giọng đểu, bắt đầu lại nói cạnh nói khỏe, chán đời lắm bạn ạ. Thế ngày xưa yêu thương em như thế, đùm bọc nó thế, hỗ trợ nó thế, bây giờ nó khá lên tí phải mừng cho nó, cái này lại lại thấy cay cú vì mẹ thằng này hơn mình. Đấy. Rồi không chỉ riêng là anh em xã hội mà còn cả anh em trong nhà đấy. Thấy thằng út hoặc bác cả khá lên là thôi, vợ chồng là cứ lăn lộn hết cả ruột này. Hoặc là thấy con ông anh trai kiếm được tiền là bà thím rồi thì bà cô là bắt đầu quay sang là mỉa mai nói đều, rồi bắt đầu nói là bây giờ có tiền rồi, khinh người rồi cái thứ này nọ. Chán đời lắm bạn ạ. À, con cháu nhà mình, anh em nhà mình kiếm được mình phải mừng như này, phải vỗ tay, phải cổ súy, phải thúc đẩy lên, mày giàu lên đi cho cả họ này còn được nhờ, chứ bây giờ họ nghèo thế này là chết đấy. Mình phải cổ súy, mình phải thúc đẩy lên anh em đấy, kiếm được tiền phải hô hào tung hô lên đẩy bạn đấy, bạn nó lên là mình lên theo, lo cái gì mà lại đằng này lại thấy nó hơn là bắt đầu lại cày cú lại ngáng chân xong rồi mỉa mai xong lại giọng nói đều, cái này nhiều lắm bạn ạ. À, tôi không biết là số đông bạn xem có hay không, nhưng nhiều nhiều khả năng là có đấy. Nhiều khả năng là có đấy. Không ít đâu đúng không ạ, nó thành đặc điểm số 8 mà người ta nghiên cứu mãi từ năm 1960 mấy nó đã có kết quả này rồi đúng không ạ. Vâng, đó. Vâng, đặc điểm số 9, vâng, rất yêu chuộng hòa bình và nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu thắng vì những lý do mà tự ái lặt vặt đó, và để tiêu cục tức là chuyện nhỏ mà đánh mất đi chuyện lớn, tiêu cục đánh mất đại cục. Mà yêu hòa bình lắm, nhẫn nhịn lắm, cổ súy anh em làm ăn lắm, khuyến khích lắm, chia sẻ lắm, nhưng riêng ngày mai đã tự ái thì bẹ thằng chó mày, chừa mặt bố mày già nha, dẹp ngay đi, rồi thế này thế nọ, tự ái vì những cái chuyện nó rất là lặt vặt, một hai câu nói, một hai cái ý tứ nó không được tinh khôn, nó không được tế nhị gì đó chẳng hạn bạn ạ. À, tự ái luôn, ruồng bỏ luôn, không có anh em gì cả, không có bạn bè gì cả, rồi tất cả mọi thứ đéo thèm làm ăn nữa, chia tay luôn đi đấy, buồn cười lắm. Người ta không có cái người ta nói rằng là bạn đừng nhầm lẫn giữa tự ái và tự trọng, đừng nhầm lẫn giữa tự ái và tự trọng. Người ta nói rằng là nếu như thực sự bạn có nhận thức thì bạn nên biết tự trọng, vì chỉ có tự trọng thì nó mới có danh dự, chứ còn tự ái nó không tạo ra danh dự đâu bạn ạ. À, tự ái nó chỉ dần dần dẫn bạn đến cái cách sống đấy là ích kỷ thôi, chứ nó không giúp bạn có nhiều danh dự hơn đâu. Và đấy bạn ạ, à, suy nghĩ, tầm nghĩ là phải đủ lớn, tầm nghĩ là phải đủ lớn, khát vọng là phải đủ lớn, thứ hai nữa va chạm xã hội và giao lưu nó cũng phải đủ lớn, nó phải đủ va chạm thì bắt đầu góc nhìn của người ta khác, cách nhìn của người ta khác, và dần dần người ta sẽ có những gì, người ta sẽ biết cách để điều phối cái hoàn cảnh. Và tôi cũng giống bạn thôi, nhiều khi mình là cũng nghe những câu nói là mình khó chịu lắm, và đặc biệt ở nhà mà nói chuyện với vợ là nhiều khi bực dọc lắm, nhưng mà may cái là tôi cũng học được cái tư tưởng lớn là không chấp phụ nữ, thế nên là nhiều khi nói làm nhà là mình không tính, chứ còn đặc tính của phụ nữ là nó phải nói bạn ạ. À, đặc tính của phụ nữ là phải nói, cứ làm nhảm thôi. Và cái trò mà làm nhảm của phụ nữ ấy là người ta gọi là chơi đòn âm. Đòn âm tức là nó như cái khoan này, nó khoan vào trí não của bạn này, thế nên là lạy ông cũng không bằng còng bà là chỗ đấy. Mẹ con vợ mà nó dở chứng, nó cứ lải nhải bên tai này, đêm ngủ nó cứ lải nhải là mẹ thằng đàn ông lăn ra chết đấy bạn. Kinh khủng lắm đấy.
nhá bạn nhá. Tuy nhiên là rất may là tôi học được cái tính là không tự ái, mình hiểu đàn bà rồi, nhiều khi thì xuồng xã mồm thì nói thế thôi, chỉ cần bụng dạ thì không có gì cả, đúng không ạ? Và bạn ra ngoài làm ăn cũng vậy, anh em là tập trung việc lớn, đừng quan tâm một hai cái nhỏ, em nó kém nó yếu ta dạy dỗ góp ý, đúng không ạ? Anh không đúng mình cũng vậy, góp ý, chứ con mẹ toàn một đống tự ái với nhau là không ăn thua, không ăn thua. Đã hay có tính tự ái là không làm được việc lớn bạn ạ nhá. Và bạn nghe những cái câu chuyện, chúng ta xem những nghe những câu chuyện mà xem những bộ phim lịch sử của Trung Quốc vậy, có những kẻ nhẫn nhục 20 năm để báo thù cơ mà, chứ còn tự ái rồi thì sĩ diện rồi thì không ăn thua, không làm được việc lớn. Tất cả những kẻ có lòng tự ái không làm được việc lớn, đúng không ạ? Mình nên có lòng tự trọng chứ không phải là tự ái. Và đó là đặc điểm thứ 9 của người Việt, rất yêu hòa bình, rất nhẫn nhịn, rất từ tốn, xong rất hiếu thắng và gì ạ? Và vì những cái lý do mà tự ái lặt vặt đó để tiêu cục đánh mất đại cục. Vâng. Đặc điểm thứ 10 nữa của người Việt, rất thích tụ tập nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh. À, rất thích họp nhóm, rất thích diện họp lớp, rất thích đi tham gia nào thì hội cấp 1, hội cấp 2, hội cấp 3, hội đại học, hội đồng niên, rồi hội quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh hoặc là Vĩnh Phúc, họp đủ các thứ loại nhóm nhưng chả hợp tác làm ăn được với thằng mẹ nào cả. À, cái tính nó đa nghi nó như thế, rất thích đi giao lưu, rất thích gặp gỡ nhưng lại đéo thích làm ăn chung với thằng nào. Bơ mày cái gì thích đá riêng, đéo tìm thằng nào cả. Đấy, tính nó lại buồn cười, cái người Việt nó buồn cười thế bạn ạ. À, rất thích tụ tập, người ta tụ tập, người ta họp nhóm, nó phải ra cái gì để làm ăn, ra cái gì để hỗ trợ nhau chứ. Nên người rất thích tụ tập, rất thích họp nhóm nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh, trong khi sức mạnh nó nằm ở đội nhóm chứ chưa bao giờ sức mạnh nằm ở riêng một cá nhân cả, đúng không ạ? Và người ta luôn có câu nói không ai mạnh bằng tập thể chúng ta cộng lại, đấy mới là sự khôn ngoan. Và bạn từng học chuyên đề về tài chính của tôi, và tôi từng cho bạn chơi game cash flow cũng vậy. Bạn đánh mượt mặt, thằng mẹ nào hiệp đầu cũng bảo chưa thắng là bởi vì không hiểu luật. Cho đánh tiếp, quánh trợt mặt vẫn không thắng nổi vòng một, quánh suốt ngày chán vứt thì đéo muốn đánh nữa. Chán mẹ thì không muốn đánh nữa. Thế sao bảo thôi cố chơi đi, vấn đề tôi thử đổi cách chơi đi một tí nào. Tôi cho đánh đội nhóm cái đánh đầu thắng đấy, mẹ sướng lắm. Sướng lắm. Hiểu ạ? Thế thì bạn mới hiểu sức mạnh nằm ở đội nhóm. Sức mạnh nằm ở đội nhóm. Và trong những giai đoạn đầu ngày xưa khi tôi đi đầu tư vậy, tôi không có đội nhóm. Thành ra tôi không có những gì ạ? Cộng sự. Không có đội nhóm là ta không có cộng sự. Không có cộng sự là không có người góp ý, không có người khuyên răn. Chưa kể là không có người cố vấn, không có người làm đỡ, rồi không có người trung tiền nữa. Thành ra là mình tính xài là thôi đi tất. Được thì thường cũng có được tất đầu, tại vì là làm mình nó loay hoay nó nhiều thứ quá bạn ạ. À, loay hoay nó nhiều thứ quá mình cũng không làm được. Thế nên là khi tôi dạy bạn về những phương pháp đầu tư mang tính an toàn cao, từ việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thực địa, xây dựng mối quan hệ, ép giá chủ nhà, lấy hàng, sửa chữa, thay đổi giá trị bên trong bên ngoài, gia tăng giá trị tài sản để tạo ra cứ tài sản bình quân x đôi một năm, thì rất nhiều anh chị bảo không 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 làm được giống thầy. Đúng rồi, bạn không làm được giống tôi đâu, vì tôi làm đội nhóm, mà đội nhóm tôi ai cũng mạnh, ai cũng giỏi. Bạn làm một mình bạn làm nào được giống tôi. Có chăng thì ở trong cái cộng đồng và trong lớp này, bạn là người đi làm mà lại còn đi học, mà lại còn lười làm bài tập. Nói cách khác là thuộc top nhóm những người học dốt nhất lớp ấy, mà bạn lại vẫn giỏi nhất ở cái nhóm bạn đang cộng tác, thì cái nhóm đấy là nhóm vơ vẩn, không ăn thua, đúng không ạ? Rất thích tụ tập nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh, thì đấy là đặc điểm thứ 10 của người Việt đấy bạn ạ. Và tôi vừa chia sẻ cho bạn cả 10 cái đặc điểm của người Việt. Và tất cả những đặc điểm này tôi vẫn nói lại là người ta nghiên cứu từ những năm khoảng 1963 cơ, chứ không phải bây giờ mới có, mà nó là thứ ăn sâu ăn mòn vào trong con người chúng ta.
rất thông minh nhưng chỉ đa phần chỉ dùng vào việc đối phó thôi. Rất cần cù chịu khó, tuy nhiên lại dễ thỏa mãn khi có miếng đủ ăn. Nó buồn cười lắm, hiểu không ạ? Rất tinh thần, tương ái, nhưng chỉ trong khó khăn. Chứ mày mà hờn bố mày tiền là bố mày sẽ bơm xỉa, nói xấu mày, hiểu không ạ? Đấy. Và cuối cùng, rất thích tụ tập, đấy, nhưng lại thiếu tiến tính liên kết để tạo ra sức mạnh. Đó, thì đó là 10 đặc điểm của người Việt. Rồi rất yêu chuộng hòa bình, nhưng lại hiếu thắng vì những thứ vớ vẩn, vì những cái tự ái lạc mặt. Thế là phá hết cả một cái đại cục chung, chỉ vì giận, dỗi, tức, không ăn thua. Phải nghĩ gì nó lớn lớn lên, hiểu không ạ? Đó, vâng. Và đó là ở phần 1 là 10 đặc điểm của người Việt bạn ạ. Và ở phần 2 tôi vẫn muốn chia sẻ lại cho bạn những cái phần cơ bản nhất mà bạn cần nắm được để đi đến thành công. Vâng. Và cái câu hỏi tôi thường hỏi với các học viên rằng thành công thì bắt đầu từ thứ gì vậy? Vâng. Và thành công thì bao giờ cũng bắt đầu từ một khát vọng. Và nhiều khi chúng ta, bạn nên tự hỏi ước mơ của bạn là gì? Hình như cái bạn mong muốn bây giờ nó trùng trùng lắm bạn ạ. Là bạn chỉ muốn đi kiếm tiền thôi. Chứ thực ra bạn không có khát vọng đâu. Bạn chả biết bạn muốn cụ thể là thứ gì cả. Thứ bạn muốn trùng trùng là kiểu kiếm tiền ấy. Thế nên là mà thế kiếm bao nhiêu thì nhìn chung thì càng nhiều càng tốt. Đấy là ý của bạn là như thế. Bạn không có con số, bạn không có kế hoạch. Và khi bạn đã không có con số thì không bao giờ xây được lộ trình. Tóm lại là chỉ biết thôi, cứ cố gắng vừa đi vừa kiếm. Đấy là cách người ta thường làm. Sau khi có khát vọng rồi thì cái thứ hai nữa bạn cần trao cho mình, đó là trao cho mình một niềm tin. Trao cho mình một niềm tin bạn ạ. Tuy nhiên có rất nhiều người thì lại không tin vào chính mình. Họ không tin vào sự giáo dục, họ không tin vào chính mình. Và chính vì thế nên họ cứ lùi thủi, họ không dám bước ra. Đúng không ạ? Họ không bước ra. Tuy nhiên nếu như các anh chị từng nghe ở trong, từng dự một cái chủ đề, tôi không nhớ là ở tháng 4 về tháng 5 ấy, thì bạn có nghe về một cái buổi chia sẻ và câu chuyện nhân vật hôm đó, thì là anh Thắng ở dưới Hà Đông. Anh Thắng thì cũng chỉ là một người thợ sửa chữa xe máy thôi. Tuy nhiên là anh ấy có một cái khát vọng, và anh ấy trao niềm tin rằng kể cả tôi làm nghề thợ sửa chữa xe, tôi vẫn có thể thành công với bất động sản. Và đấy là lý do tại sao anh ấy đăng ký lên học cả MBA, vì anh ấy tin anh ấy làm được. Còn bạn thì lại không tin. Và kết quả bạn xem chương trình buổi lần trước, anh ấy cái chia sẻ, cái sự hào hứng của anh ấy khi anh ấy nhận ra cái sự thay đổi của chính mình. Và khi anh ấy thay đổi thì bắt đầu cái sự thay đổi nó ảnh hưởng đến cả con cái của anh ấy. Đúng không ạ? Và cũng chính vì tôi nhìn thấy cái sự nhiệt huyết đó, nên đó là lý do tại sao tôi cứ gửi riêng cho anh ấy những cái tài liệu để học. Nghe được ở nhà mà không cần phải đến lớp. Đúng không ạ? Vì người ta có khát vọng thì, và người ta có cái niềm tin người ta làm được. Thì mình thấy những tài liệu hay, mình đẩy thêm để bổ trợ vào cho anh ấy nghe, cho các cháu nhà anh ấy nghe bạn ạ. Đó. Và có thể đến đây bởi bạn cũng sẽ hiểu phần nào. Thánh nhân thì lại hay đãi kẻ khù khờ. Đôi khi người ta nghĩ nó đơn giản, người ta thấy cần thì người ta học, người ta tin người ta làm được, người ta cứ đi. Tuy rằng người ta chỉ là một người thợ sửa xe máy, còn bạn hoành tráng hơn nhiều, bạn học vấn cao hơn nhiều, bạn đầu tư bất động sản, bạn từng thắng một vài thương vụ, bạn tiền nhiều hơn nhiều, nhưng bạn lại không tin vào chính mình. Bạn cứ loay hoay trong vấn đề về việc làm. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp và những nhà đầu tư thông minh thì luôn cố gắng để giúp mình giỏi giang và thông minh hơn nữa trong vấn đề về đầu tư. Còn những nhà đầu tư cấp thấp thì luôn luôn chỉ tập trung vào việc đầu tư để tạo ra tiền và sống trong nỗi lo sợ mất tiền. Thì đấy là thứ người ta đã đúc kết hàng trăm năm nay rồi bạn ạ. Những nhà đầu tư thông minh và những nhà đầu tư tài giỏi luôn luôn nâng cấp mình để tài giỏi hơn nữa, để chiến thắng cuộc chơi dễ dàng hơn nữa và để kiểm soát cuộc chơi dễ dàng hơn nữa. Còn những nhà đầu tư cấp thấp và cấp trung thì thường chỉ cố gắng tập trung vào việc tạo đầu tư
cố gắng tập trung vào việc đầu tư để tạo ra tiền, và sống trong nỗi lo sợ mất tiền rồi hoang mang, lại không biết mang tiền đi đâu để đầu tư tiếp. Nó cứ quay cuồng trong vậy, đúng không ạ? Vâng. Và thành công bao giờ cũng bắt đầu từ một khát vọng. Có khát vọng rồi thì hãy trao cho mình một niềm tin. Có niềm tin xong thì người ta đi học, chứ đừng đi làm đa cấp, tức là nhảy thẳng ra để vồ vập làm giàu. Và đi học có kiến thức thì bạn sẽ biết lập cái kế hoạch hay chiến lược cuộc đời. Và sau đó bạn đưa ra một cái kế hoạch về thực hiện. Đó. Và bạn chọn được những cái việc đáng làm để làm và nâng hiệu suất của công việc đó lên. Thì khi đó hiệu quả nó đến. Bạn ạ, à, đó. Mọi con đường, mọi cái lối đi nó đều có công thức của nó. Từ một khát vọng, rồi trao cho mình một niềm tin, học hành bài bản. Khi học rồi người ta lên được kế hoạch và chiến lược, đưa được kế hoạch thực hiện và chọn được việc đáng làm thì khi đó có hiệu quả. Và anh Thắng ơi, trong muộn nhất trong tuần sau là sổ của anh sẽ có anh nhé. Vâng. Cái phần tài sản mà anh Thắng có nhờ tôi lấy thì tôi đã lấy cho anh ấy rồi. Giá rất là rẻ. Đúng không ạ? Tài sản đâu đó vào khoảng hơn 300 mét thì mặt tiền là 25 mét rồi. Mặt tiền dài 25 mét. Mặt tiền 25 mét. Đó. Và mặt tiền 25 mét trong khi diện tích thì chỉ khoảng hơn 300 mét. Tức là phần chiều sâu nó đâu đó nữa chỉ khoảng hơn chục mét thôi. Đó, và đấy là tài sản tôi mua cho anh Thắng, đúng không ạ? Vâng. Và chắc là trong tuần sau có sổ và anh vợ chồng anh chuẩn bị sẽ xuống để sang tên. Và giá mua thì rẻ beo bạn ạ. Hơn 2 triệu chưa đến 3 triệu rẻ beo rồi. Đúng không ạ? Đấy, đất Quảng Ninh đấy, rẻ lắm. Và chắc chắn một điều anh ạ, từ giờ đến cuối năm dương là tối thiểu nhân đôi. Thuận hơn thì có thể nhân 3. 2.5 thì khả năng vẫn chắc chắn. Nhân 2.5 là. Cảm ơn thầy. Ok. Và tiếp theo nữa là ma trận về quản trị thời gian bạn ạ. Vâng. Tại sao tôi lại phải bê lại cái này? Vì nhiều khi các anh chị ạ, chúng ta làm việc nó không đúng trọng tâm gì cả. Vâng. Thì ma trận về quản trị thời gian để nó chia ra làm hai trục. Vâng. Trục tung là những việc cấp bách, và trục hoành, trục đi ngang ấy, là những việc quan trọng. Vâng. Thế thì ở ô số 1 là những việc không quan trọng nhưng lại rất cấp bách. Vâng. Ở trên cao là cấp bách và ở dưới là không cấp bách rồi. Và ô thứ 2 là rất quan trọng và rất khẩn cấp. Ô thứ 3 là rất quan trọng nhưng lại không khẩn cấp. Đây. Và ô thứ 4 đấy là không quan trọng mà cũng chả khẩn cấp. Vâng. Vậy thì từng việc như nào? Những việc không quan trọng nhưng lại rất khẩn cấp. Đó là mẹ đến giờ đi tắm, đánh răng, ăn thì chọn đồ, cắt tóc thì đi spa, đám cưới, đám dỗ, sinh nhật đầy tháng tân gia, rửa bát, dọn nhà, rồi mẹ soạn email, hiểu không? Lướt Face, lướt phổng, trả lời tin nhắn. Tức là nó đến hạn vì nó khẩn cấp mà, nhưng nó lại chả quan trọng. Ai đó nhắn tin đến cho bạn, mà bạn chả trả lời, mai bạn trả lời cũng chả chết ai cả. Đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo nữa là những việc mà nó vừa quan trọng, khẩn cấp, thi đến hạn, nợ đến hạn, vợ đẻ con đi viện, mẹ ốm đau cấp cứu, món này mà không nhanh là để chỉ có đứt bóng thôi. Đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo nữa là những việc rất quan trọng nhưng lại không khẩn cấp. Đấy là lấy vợ là đường về gia đình. Làm nhà là đường về sự nghiệp, tạo chầu là đường về chọn nghề, lấy vợ làm nhà tạo chầu, xong ba việc đấy là xong cuộc đời đấy bạn ạ. À. Và thằng nào lấy nhầm vợ là cả đời không ngửa mặt lên được. Và tôi gặp rất nhiều học viên trong lớp, nhìn cái ánh mắt buồn buồn với cái dáng nên là biết kiếp này là chú không được làm người rồi, hiểu không ạ? Kiếp này là không được làm người trọn vẹn rồi. Vất vả lắm, nhìn cái dáng ấy vất vả lắm. Thôi không sao, thôi quen nhau rồi thì động viên nhau cố lên tí. Lấy nhầm vợ hỏng rồi. Thứ hai là làm nhà là đường về sự nghiệp. Và thằng nào đi kinh doanh mà vi phạm luật pháp thì đời thằng ấy chỉ có mạt thôi bạn ạ. Và kinh doanh bắt nguồn từ thứ gì? Kinh doanh bao giờ khởi đầu cũng bắt nguồn từ một triết lý,
triết lý. Và thứ gì chi phối triết lý? Đạo đức chi phối triết lý. Vâng. Vậy triết lý là gì? Triết lý là tôn chỉ hành vi và triết lý là hệ giá trị của bạn. Bạn sống như thế nào, bạn làm như thế nào và tuân thủ luật pháp như nào, đấy là tôn chỉ hành vi và là hệ giá trị con người của bạn. Đúng không ạ? Đó, thế nên là rất nhiều kẻ kiếm được tiền rồi quyền cao chức trọng, giờ này bóc lịch hết bạn ạ, ngồi tù hết, cuối cùng tiền có tiêu được đâu. Đúng không ạ? Tiếp theo nữa là tạo châu là chọn nghề. Nếu bạn chọn đúng nghề thì mất 1/3 cuộc đời bạn sẽ thành ngôi sao sáng. Và tôi là một trường hợp điển hình. Ngoài 30 tuổi đầu đã nổi tiếng rồi còn gì nữa. Cần gì phải đợi năm 60 tuổi bắt đầu xã hội mới biết đến. Không, chỉ ngoài 30 tuổi là bắt đầu nổi tiếng được rồi. Bởi vì chọn đúng nghề mà phù hợp tố chất. Thứ hai nữa là đẩy chất luyện tập sâu vào đấy. Thì nó mới hơn người chứ. Cả cái lớp tôi ngày xưa học cái chương trình MBA hơn 100 mạng. Bây giờ tính ra có mình tôi lóe sáng được bạn. Không phải là vì tôi, mình tôi là tố chất ở đây. Mà vấn đề là tôi là thằng tìm ra được phương pháp luyện tập sâu. Còn đội kia thì về áp dụng kinh doanh là vẫn tăng trưởng. Nhưng không rực rỡ được như tôi khi tôi làm luyện tập sâu. Nên là ông thầy tôi, ông nhắc đến tôi, ông thích lắm. Vì là một tấm gương trong ít những người mà ông ấy truyền đạt mà hấp thụ xong biến nó thành tiền được. Đấy không ạ? Đó. Và tiếp theo nữa, những việc quan trọng đấy là học tập và luyện tập sâu. Thế là thằng mẹ nào cũng thế, thôi thầy, đúng cái bài tập này thầy cho nợ ít bữa gửi. Thế xong cuối cùng hết mẹ cả năm chả thằng mẹ nào gửi cả. Mất hút còn mẹ hàng lươn. Cái chuyện học tập là phải học luôn, học ngày tạo thói quen luôn. Chứ còn cứ hứa xuông như thế đi. Nói thật với bạn chứ tôi là tôi không ép được quá mức để cho các bạn học thôi, chứ tôi mà ép được là tôi mà như bố mẹ bạn, tôi mẹ cứ tụt quần bạn già tôi lấy què tôi vụt vào đít chứ. Học hành cái kiểu gì mà đóng tiền đi học về xong lại không thèm ôn bài thì đúng là cái loại đi học là không ra cái gì. Nếu con cái bạn, bạn cho tiền đi học mà về nhà mà nó không làm bài tập thì không biết bạn sẽ chửi như thế nào nhỉ? Đúng không ạ? Mày học thế à? Không học thì chỉ có ăn cướp thôi. Bạn nói với con bạn thấy rằng cuối cùng bạn đi học bạn cũng chả học, bạn cũng chả làm bài tập, cuối cùng chả biết thằng nào ăn cướp. Đúng không ạ? Lần sau bạn chửi con bạn thì nó bảo thôi ông đừng nói, nhà này là truyền thống thế rồi, đừng nói nữa. Thế nên chả nói được cứng mồm vì mình có học đâu, nói nào được con. Cách duy nhất để gì ạ? Để chia sẻ cho người khác, để định hướng cho người khác, đấy là làm gương cho họ. Cách đây là cách dễ nhất bạn ạ, đúng không? Vâng. Rồi thì những việc quan trọng khác như xây dựng đội nhóm, chơi thể thao đều đặn. Thằng mẹ nào khen thầy làm thế nào mà thầy bia rượu nhiều thế mà body thầy vẫn ngon. Bạn ơi, phải thể thao đều đặn chứ sao, đúng không ạ? Và tranh thủ tập nửa tiếng cũng được, tuần 3 buổi thôi cũng được, nhưng phải duy trì đều thì vóc dáng bạn nó khắc đều và trẻ lâu. Đúng không ạ? Vâng. Rồi sau đấy nữa, những việc quan trọng đấy là chăm sóc bố mẹ, giao lưu học hỏi, đúng không ạ? Chế độ sinh hoạt của chính bạn duy trì nó. Nó rất là bình thường thôi nhưng phải duy trì nó. Đúng không ạ? Rồi phát triển thêm những đối tác mới, cái việc đấy là không bao giờ được bỏ. Còn những việc không quan trọng, đúng không ạ? Mà cũng chả khẩn cấp, mẹ nhậu, du lịch, hội hè, họp lớp, ngủ nướng, cà phê chém gió để mẹ tán gái, chim cảnh, chó cảnh, cây cảnh. Hiểu không ạ? Đó. Thế nên là nó là những việc không quan trọng, cũng chả khẩn cấp. Trong này tôi không tiện ghi ra cả việc mẹ suốt ngày gái mấy gú. Đấy là những cái thứ vớ vẩn. Suốt ngày gái gú tán tỉnh cho người. Đưa đi ăn, đi chơi, thì mẹ mất thời gian. Hiểu không ạ? Đó. Vâng. Và những việc mà quan trọng mà không khẩn cấp thì nó gọi là những việc tới hạn. Những việc rất quan trọng và rất khẩn cấp nó gọi là những việc khủng hoảng. Và những việc rất quan trọng nhưng không hề khẩn cấp, đấy là việc chiến lược. Đấy. Và những việc không quan trọng, không khẩn cấp, đấy là ô phần thưởng. Phần thưởng bạn ạ, du lịch nhậu nhẹt, họp lớp, rồi yêu xe, rồi yêu cây. Đúng không ạ? Chim cảnh, chó cảnh. Đấy,
Đó, và người ta nghiên cứu thấy như này bạn ạ. Với những việc như việc chiến lược, bạn nên dành 60% thời gian, công sức và tâm trí đưa vào những việc này. Và bạn đã giải quyết những việc chiến lược thì đấy là tư duy của nhà lãnh đạo, đúng không ạ? Đó. Còn những cái việc gì ạ? Những việc mà mang tính chất là khủng hoảng thì người ta chỉ dành có 20% để giải quyết thôi. Còn lại 20% là họ phân bổ cho những cái việc rất quan trọng nhưng không khẩn cấp. Và gì ạ? Không quan trọng và không khẩn cấp, họ lựa, họ linh động ra. Và những việc như đám cưới, đám giỗ, sinh nhật đầy tháng tần già, việc đấy là việc ủy quyền, bạn đừng cố đi. Dự họp lớp rồi sinh nhật rồi ăn đám này đám kia, bạn không có thời gian để ăn hết các đám đâu. Nhiều lắm. Mà thứ hai vắng mặt bạn, đám cưới vẫn bình thường, tần già vẫn rực rỡ. Nào tiện tạt vào sau không sao đâu, chả ai chết đâu. Đằng này cứ nghĩ không có mình là hỏng, đúng không ạ? Và khi bạn biết tập trung vào những việc chiến lược mà nó tốt thì những việc khủng hoảng là nó gây ra, nó giảm và gần như là không có. Và tôi qua cái trải nghiệm của cuộc đời tôi nó cũng như vậy. Khi tôi tập trung vào những việc chiến lược, học hành, lấy vợ, đúng không ạ? Rồi thì là tập trung vào sự nghiệp, công việc ấy, thì thành ra là tôi chả có nợ đến hạn, mẹ cũng chả phải ốm đau cái gì cả. Khỏe rừng rực, nhậu rực rỡ luôn, đúng không ạ? Đó. Và bởi vì sao? Bởi vì mình tư duy vào những việc chiến lược, thì tất cả tư duy vào những việc chiến lược, đặt nhẹ vào những việc mang bên là không quan trọng và cũng không khẩn cấp, tập trung vào những ô quan trọng thôi, tức là tập trung nhiều vào chiến lược, sau đấy lùi về khủng hoảng thôi, đúng không ạ? Nhá. Và các yếu tố trọng yếu giúp bạn đầu tư thành công với bất động sản thì tôi vẫn nói rất nhiều lần rồi. Nó là cái keyword để giúp bạn quản trị rủi ro. Một là trường phái. Đi đầu tư thì phải trả lời rõ ràng bạn theo đuổi trường phái nào. Và mỗi một trường phái nó có ưu nhược điểm và nó có đặc điểm của nó. Bạn phải tuân thủ cái đặc điểm đấy thì bạn mới quản trị được rủi ro. Hai là phân khúc. Bạn làm phân khúc nào? Ba là các phương pháp tạo lợi nhuận. Nó có đến bốn phương pháp tạo lợi nhuận cơ mà. Tại sao bạn lại cứ mỗi tiền mài cứ đi đánh sóng nhỉ? Mua rẻ đâu? Thay đổi giá trị bên trong bên ngoài đâu? Đúng không ạ? Khai thác được ít được nhiều gì không? Rồi cuối cùng mới chờ thị trường tăng giá để đánh sóng chứ lại đằng này lại đi vứt hết. Thế là bao nhiêu mảnh đẹp là vứt hết. Thế là cứ điên cuồng trong mua bán, hết chốt lãi rồi lại đến cắt lỗ rồi lại đến đi kiện cáo để rút tiền cọc về. Và cái thứ tư là đội nhóm. Và cái thứ tư là đội nhóm. Sức mạnh là nằm ở đội nhóm bạn ạ. À, sức mạnh nằm ở đội nhóm. Và kinh doanh hay phát triển về tổ chức và doanh nghiệp là tuân thủ theo nguyên tắc của đàn xếo, nguyên tắc của đàn xếo. Và thứ năm là thị trường ruột. Đi đầu tư là phải có thị trường ruột, phải có thị trường ruột bạn ạ. Đó, đi đầu tư là phải có thị trường ruột. Tôi xin lỗi nó bị nhảy slide. Và phải có thị trường ruột. Và cái thứ sáu là phải có cố vấn. Cái thứ bảy là phải phải thứ sáu phải có cố vấn bạn nhé. Các đội bóng chuyên nghiệp là các đội bóng đều có huấn luyện viên. Còn những đội bóng không chuyên nghiệp là những đội bóng nghiệp dư là đội bóng không có huấn luyện viên. Và những nhà đầu tư chuyên nghiệp, những chủ đầu tư, những nhà chủ doanh nghiệp lớn đều có bàn cố vấn. Trong khi những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những nhà đầu tư nghiệp dư thường không bao giờ có cố vấn. Và đầu tư là phải tuân thủ theo quy trình 7 bước trong trong đầu tư. Và cái thứ 8 bạn làm là phải có nghiên cứu thị trường. Phải có báo cáo nghiên cứu về mặt lý thuyết rồi đến phần nghiên cứu thực địa, đúng không ạ? Thì hướng dẫn về phần nghiên cứu lý thuyết thì đa phần là tôi hướng dẫn hết trong các lớp về vĩ mô rồi, đúng không ạ? Đó. Còn để đi nghiên cứu thực địa thì chỉ có học viên của MBA họ mới được tôi dẫn đi. Trong cái kế hoạch của MBA tôi sẽ dẫn họ đi qua ít nhất khoảng 3 thị trường và tôi chỉ họ cái cách làm nghiên cứu như thế nào. Để chúng ta chỉ đi thực địa chỉ trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày là ta định vị rõ ràng được thị trường đó có làm được hay không. Và nếu làm thì làm ở diện khu vực nào
và tầm nào thì thị trường sẽ bứt phá và đạt đến cái kỳ vọng của chúng ta, đúng không? Vâng. Cái thứ 9 nữa đó chính là nguồn vốn. À, một trong những kỹ năng quan trọng để phát triển công việc đầu tư đó là kỹ năng gọi vốn. Bạn đi kinh doanh và đầu tư mà bạn cứ làm cứ tùn ngủn bằng vốn của bạn, nó lâu lắm bạn ạ. Nó lâu phát triển lắm. Vì thực ra thì tính đi tính lại mình khởi điểm cũng nhà nghèo đi lên được mấy tiền đâu, không có mấy vốn đâu bạn ạ. Nên kỹ năng gọi vốn là một trong những kỹ năng quan trọng và bạn phải biết cách lấy nguồn để tạo vốn và phải rèn luyện được cái đấy rất là tốt. Và cái thứ 10, có tiền rồi phải biết phân bổ danh mục đầu tư, phân bổ làm sao cho hiệu quả, phân bổ làm sao cho an toàn, phân bổ làm sao cho vững chắc, đúng không ạ? Vâng. Thì đó là 10 yếu tố trọng yếu để giúp bạn quản trị rủi ro trong vấn đề về đầu tư. Và một câu nói bất hủ của một một vĩ nhân xa xưa, vâng, đó đó là bạn không thiếu tiền, bạn chỉ thiếu khả năng kiếm tiền, đúng không ạ? Vâng. Đó. Vâng, và đó là toàn bộ phần nội dung mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến bạn và khởi đầu với chủ đề đó là 10 đặc điểm của người Việt. Dạ vâng. Đó, bạn ạ. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.